Thực hiện chủ trương của thành phố, sáng nay các đơn vị địa phương đã chủ động triển khai các phương án chuẩn bị để đảm bảo bắt đầu thực hiện siết chặt giãn cách trong 7 ngày tới, bắt đầu từ ngày mai, ngày 16 tháng 8. Theo đó, các địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân để người dân nắm rõ chủ trương của thành phố. Bắt đầu từ 8 giờ ngày 16 tháng 8 đến 8 giờ ngày 23 tháng 8, trong 7 ngày, người dân thực hiện nghiêm nguyên tắc ai ở đâu ở đó, không được ra khỏi nhà, thực hiện cách ly tuyệt đối nhà với nhà, cơ quan công sở đơn vị, giảm tối đa số lượng người làm việc tại trụ sở, chỉ cử người ở lại làm những công việc thực sự cần thiết, trừ các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Các doanh nghiệp sản xuất tại các khu công nghiệp và khu công nghệ cao được phép hoạt động và chỉ được tối đa 30% số lượng người lao động tại đơn vị và phải bảo đảm tổ chức 3 tại chỗ. Trong thời gian siết chặt giãn cách, các địa phương sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát để nhắc nhở người dân cũng như xử lý sai phạm. Đồng thời, phương án đảm bảo cung ứng nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân cũng đã được tính toán để đáp ứng nhu cầu người dân yên tâm ở nhà phòng chống dịch.